Rồi bây giờ mình review cái tính năng cruise control kết hợp với radar cho các bạn coi nha. Thì đây là cái nút bật tắt cruise control nè, đó tắt nè, bật là các bạn hất qua ha, đó hất qua thì từ từ để qua cái chỗ đông xe cái đã ha. Qua cái chỗ đông xe đó. Đó, khi các bạn gạt cái con này qua nè, nó còn có cái hình đồng hồ nè, có cái chữ on off nè, gạt ra là on, đóng vô là off ha, gạt ra on nè. Giờ các bạn chạy ha, khi các bạn kéo lên tăng tốc lên để chờ đường trống cái đó ha, đường trống chút mình đi cái tính năng này nó mới hiệu quả các bạn. Ok rồi, chuẩn bị trống rồi đó, qua cái khu nội thị này á. Đó, đường trống à. Các bạn tăng tốc lên ha, tăng tốc lên. Ví dụ giờ tăng tốc lên 120 đi ha. Rồi mình để số 4 nè, mình gạt qua nè ha. Gạt cái nút lên. Thì các bạn thấy không? Cái đèn xanh nè thành cái chiếc xe hơi á ha. Mình đang để là 112 nha. Đó, xe trước nó giảm thì đây nó giảm ha. Xe trước nó giảm thì xe này mình tự động giảm, mình thả tay ra nè. Đó. Thì cái nút màu xanh là đang là 117 các bạn. 117 cái số giờ là mình cho nó chạy maximum là 117. Đó. Ví dụ mình cao tốc là mình 120 đi thì mình để 120. Thì mình muốn tăng lên mình gạt cái này lên. Gạt cái nút này 118 nè, 119 nè, 120 đó, mình để đúng 120. Nhưng hiện tại nó chạy là 106 thôi, mình thả tay ga ra nè. Đó. Thì nó chạy theo cái tốc độ của xe trước các bạn, nhờ cái cục radar gắn ở đầu trước. Thì cái chức năng này nó có trên RT đời mới 1250, BMW R18, Becker chiếc này và chiếc Transcontinental nữa ha. Mới có 3 chiếc của BMW là có hỗ trợ cái tính năng radar này thôi. Đó, thì các bạn thấy cái hình cái xe màu xanh này không? Là nó active cái chức năng này lên, nó đang hoạt động cái chức năng này ha. Nó có cái nút đây nữa nè, nút này mình bấm nè. Mình bấm là nó theo cái làn đường luôn, rồi bấm cái nó tắt, bấm theo. Bây giờ mình thả tay nè ha, thả tay ra chạy. Các bạn thấy đó, đã không? À. Hello, chào các bạn, và đây mình đang review cái chức năng radar ở đường phố bên Thái Lan ha. Mình thả tay hoàn toàn, ngồi y như xe hơi luôn đó, và đang chạy chế độ rock số 4 luôn, và giờ nó sẽ đang giảm xuống 67 cây số giờ rồi. Và cái tốc độ này mình không có điều khiển ha, tốc độ này mình không có điều khiển mà nó chạy theo cái xe phía trước các bạn, đó, chạy theo đồng đội mình vào trước. À, rất là đã ha. Đó. Rồi trước tăng tốc là nó sẽ tăng lên. Các bạn thấy nó tăng 85 không? Mình vẫn thả tay là 88 nè ha, 89, 90 nè. 91 nè. Đó, nó tự động hết ha, mình không có làm gì hết, ngồi thả tay uống cà phê các bạn. Đó, cho ly cà phê. Đó đây các bạn ơi. Đó lên nè. Thả tay luôn. Và cái xe này nó cân bằng cực kỳ tốt các bạn ha, cực kỳ tốt. Mình chỉ ngồi chơi, đang chạy tốc độ gần 100 cây số giờ. Tùy hai bạn ở trước thôi, hai bạn Đài Loan các bạn thấy không? Taylor và một bạn nữa, người Đài Loan. Thì hai bạn này đang chạy nhiêu thì xe mình chạy bấy nhiêu thôi, mình không có giữ ra. Thì mình hy vọng cái công nghệ này họ sẽ đưa vào chiếc GS 1300 đời mới vào năm sau. Họ sẽ ra mắt và hàng loạt những chiếc mô tô khác của BMW, đặc biệt là dòng Adventure hoặc là những dòng Touring sẽ được trang bị cái tính năng này. Thì một số hãng khác cũng có rồi, như Ducati
Multi Strada đời mới cũng có chức năng này rồi các bạn, nhưng mà mình chưa có chạy, chưa có test thì mình không biết là nó hoạt động như thế nào ha. Còn trên BMX thì rất là dễ. Rồi 95, 96, 97, 98, 99, 100, chạy nhanh lên Kê ơi. Nhanh lên, 104, thả tay từ nãy giờ cho các bạn. Và đây là chức năng Cruise Control kết hợp với radar. 102, nhanh lên, rồi nó xuống lại các bạn, thôi. Cái phần radar của chiếc R18 Packer và Trend Continental nó đặt ở đây, đó, cái cảm biến nằm đây các bạn ha, bọc trong một cái khung inox ở đây nè, trên cái phần đèn á ha. Mình kết thúc cái review ngắn ở đây ha. Cái chức năng radar kết hợp với cruise control. Chào tạm biệt các bạn nha. Đây là một video ngắn và mình tiếp tục hành trình.